Hello, chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Hơi muộn rồi đúng không nào? Nhưng mà hôm nay mình đã lên một cái kế hoạch là sẽ go live về cái chủ đề là tư duy tài chính thành công cho chủ doanh nghiệp, tư duy thành công cho chủ doanh nghiệp. Thì cho nên là dù muộn mình vẫn phải thực hiện bằng được cái kế hoạch mình đã đặt ra cho ngày hôm nay. Thì đầu tiên là xin được gửi lời chào tới tất cả các bạn đang follow page của mình. Nếu như lần đầu tiên bạn gặp mình thì mình là tên là Hằng, hiện tại thì mình đang ở Hà Nội, Việt Nam cùng với gia đình. Mình là mẹ của hai bé ở độ tuổi teen. Mình vẫn đang vận hành là quản lý cho một cái công ty về mảng xây dựng ở Hà Nội. Thế còn với kinh doanh online này thì mình đã làm được gần 3 năm rồi, và thời gian trôi quá nhanh đúng không? Đó. Thế thì trong cái mô hình kinh doanh online của mình thì mình học được rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Và hầu như mỗi ngày mình đều được học những cái kiến thức mới. Và trong mấy ngày gần đây thì mình có được bạn mentor của mình là bạn Lan Anh. Bạn ý là một bà mẹ 4 con, trước đây đã từng là cô giáo tiếng Anh và đã làm BCS này được hơn 3 năm rưỡi rồi, và rất 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 là thành công. Và bạn ấy chia sẻ vô vàn nhiều kiến thức trong cái mô hình kinh doanh của tụi mình nói riêng, và về cái tư duy của chủ doanh nghiệp nói chung. Và mình thấy là những cái kiến thức mà mình học được thì nó quá hay, và mình thì quan niệm rằng là nếu như kiến thức mà mình học mà mình không chia sẻ thì thực sự nó là một sự ích kỷ. Thế cho nên là sau khi được học các kiến thức của mentor của mình từ bạn Lan Anh thì mình quyết định là cũng sẽ làm những cái ngày go live để chia sẻ lại những kiến thức mình học được và theo ngày. Thế thì tại sao lại là 21 ngày? Bởi vì các bạn biết rồi, 21 ngày sẽ là một cái khoảng thời gian để chúng mình học tập, rèn luyện và hình thành một thói quen tốt. Đó, các bạn hình dung nhá, thói quen tốt cần phải được lặp đi lặp lại và ít nhất liền tù tì trong vòng 21 ngày thì bạn mới có thể tạo được thói quen tốt. Mình ví dụ, ai đó muốn dậy sớm vào buổi sáng, ví dụ bạn muốn là 6 giờ dậy thay việc 7 giờ, thì bạn sẽ phải thực hành cái việc đó liên tục, ngày nào cũng 6 giờ sáng chúng ta dậy, thì sau 21 ngày nó sẽ trở thành một thói quen tốt. Còn nếu các bạn thực hiện theo kiểu là hôm nay hứng lên thì dậy 6 giờ, ngày mai chẳng hứng nữa thì 6 rưỡi dậy, ngày kia lại 7 giờ, và ngày kia quay về 6 giờ, thì sẽ không bao giờ tạo thành một thói quen tốt, đúng không nào? Thì đấy là lý do tại sao mình chọn cái mốc là 21 ngày, và cũng follow cái bước của bạn mentor của mình là bạn Lan Anh chia sẻ. Thì tụi mình ở trong cái mô hình kinh doanh online thì tụi mình là chủ doanh nghiệp kinh doanh kỹ thuật số trên toàn cầu đó, và tụi mình sẽ được học rất nhiều về tư duy. Có những bạn cũng hỏi mình rằng là để một người thành công trong thế giới kinh doanh của các bạn thì điều yếu tố quan trọng nhất là cái gì, thì với mình đó chính là hệ tư duy, đó là mindset. Nếu bạn có một cái mindset đủ mạnh, một mindset đúng thì kiểu gì bạn cũng thành công trong kinh doanh này. Còn ngược lại, bạn có một mindset không đúng thì sẽ không bao giờ bạn có thể thành công, dù có bạn làm đến đâu đi nữa thì làm. Đó. Vậy thì là một chủ doanh nghiệp, vậy chúng ta phải cài đặt trong tiềm thức của chúng ta là chúng ta sẽ phải thành công trong mô hình kinh doanh này. Vậy thì tư duy thành công của một chủ doanh nghiệp nó như thế nào? Nó khác gì với người thường hay không, đúng không? Thế thì cái ngày một mình sẽ cố gắng là go live liền tù tì trong vòng 21 ngày nhé, để train cái bản thân mindset của mình cũng như mindset của những bạn mà follow page của mình mà cũng mong muốn học hỏi về kiến thức về tài chính, hay là muốn mong muốn học hỏi về tư duy thành công của chủ doanh nghiệp nhé. Thì các bạn có thể follow mình 21 ngày nhé. Thế thì mình mới quay trở lại là về sự tư duy thành công về mặt tài chính của chủ doanh nghiệp là như thế nào, đúng không? Khi các bạn thiết lập mục tiêu ấy, thì mọi người hay được học về cái chiến lược thiết lập mục tiêu theo cái chữ SMART, SMART, đúng không? SMART là thông minh. Vậy thì S ở đây là gì? Specific, đúng không ạ? Mọi người hay biết về cái mô hình đó đâu, hay biết về cái khái niệm là thiết lập goals, tức là mục tiêu của bạn, chiến lược của bạn là theo cái mô hình SMART đó. Thì S là specific, có nghĩa là phải rất là chi tiết, cụ thể. M là measurable, tức là phải đo lường được, phải đo đạc được, cầm nắm được, đúng không ạ? A là actionable, đó là phải có tính khả thi. Và R, đó là relevant, tức là phải có liên quan tới cái gì mà bạn đang làm, đúng không? Và cái thứ năm đó là time, tức là phải có giới hạn về mặt thời gian. Đó. Thì mọi người thường sẽ đặt cái kế hoạch, hay là có một cái tư duy là khi chúng ta đặt một cái goal, một cái chiến lược, một cái mục tiêu đó thì sẽ dựa theo chữ SMART, là smart, đúng không? Thì ở đây mình muốn nói về ngoài cái đòi điều đó ra thì với cái kinh doanh tụi mình, vì tụi mình dùng là luật hấp dẫn. Đấy, luật hấp dẫn có nghĩa là thế nào? Nó chỉ đơn giản là bạn như thế nào thì bạn sẽ hút những người đó vào với bạn. Bạn khao khát một điều gì đó nó đủ mãnh liệt và đủ lớn, nó đủ để làm cho bạn nghĩ về nó hàng ngày, bạn ăn cũng nghĩ đến nó, bạn ngủ cũng nghĩ đến nó, bạn làm bất cứ cái gì bạn đều nghĩ đến nó, và thậm chí là bạn khao khát là bạn cảm giác là bạn đang sờ thì nó, bạn sở hữu nó, bạn nắm nó trong vòng tay, bạn ở trong đầu bạn, trong trái tim của bạn. Đó thì cái điều đó nó sẽ đến với bạn. Đấy, thì đấy là luật hấp dẫn đó. Đấy, mình nói nôm na như vậy. Vậy thì các bạn biết hình dung là rõ ràng là để tư duy thành công
của một chủ doanh nghiệp. Vậy thì bạn phải nghĩ rằng là bạn phải thành công chứ, đúng không? Chứ nếu bạn bắt đầu một công việc gì hay bắt đầu một business nào, bạn không tin bạn sẽ thành công thì làm sao bạn có thể thành công được, đúng không nào? Cái việc mà bạn được nhúng trong một cái môi trường như thế nào vô cùng quan trọng. Nếu bạn thành công thì bạn sẽ có một cái mindset là bạn đi tìm những người thành công để bạn học từ họ, đúng không? Các bạn công nhận không? Còn nếu bạn không tin vào cái việc bạn có thể thành công hay không thì bắt đầu bạn sẽ hỏi bạn A, hỏi bạn B, hỏi bạn C và đi hỏi những người không thành công. Đấy, cái mindset là sẽ dẫn đến cái hành động đấy cho mình, đúng không nào? Nếu như bạn nhúng mình trong một cái môi trường mà tất cả mọi người đều có một cái mindset đúng, mọi người đều có một cái tư duy thành công đúng của một chủ doanh nghiệp, và bạn follow những người đấy, bạn yêu quý những người đấy, bạn sẵn sàng đến với những người đó và bạn hỏi rằng là hãy giúp tôi với, hãy làm thế nào cho tôi được thành công như bạn, tôi rất ngưỡng mộ bạn, tôi rất muốn được thành công như bạn, hãy chỉ cho tôi đi, bằng mọi cách tôi sẽ làm được. Tất nhiên đây phải hợp pháp nhé, mình không nói về vấn đề bất hợp pháp nhé. Đó, thế thì khi mà bạn chọn lựa những cái người xung quanh bạn, bạn chọn lựa một cái môi trường như vậy thì có phải là rõ ràng tư duy của bạn sẽ ngày càng cởi mở, đúng không ạ? Đó, và bạn phải yêu quý những cái người thành công chứ, bạn không thể nào ghét bỏ người ta được. Bạn đừng có ghen tị với thành công của người khác, bởi vì nếu như bạn ghen tị với thành công của người khác thì vũ trụ sẽ hiểu rằng là bạn đang không muốn thành công vì bạn ghét sự thành công. Bạn rất là ghen tị với những người nào có tiền, những người nào giàu có thì vũ trụ sẽ hiểu rằng là cái người này không cần tiền, người này không muốn giàu có, người này không muốn thành công, và vũ trụ sẽ lấy đi điều đó của bạn, đúng không nào? Nhưng nếu như chúng ta cứ đến gần những người đó, chúng ta nói rằng là bạn đã rất là thành công, bạn làm như thế nào vậy, hãy chỉ cho tôi với, tôi sẵn sàng học hỏi, tôi muốn được thành công giống như bạn, bạn thật là tuyệt vời, tôi cũng muốn có được số tiền như bạn đang sở hữu, vân vân vân. Thế thì vũ trụ sẽ hiểu là à, cái người này rất đang mong muốn thành công, người này cũng muốn có nhiều tiền, người này cũng muốn có tư duy giống người kia, đúng không nào? Thì vũ trụ sẽ tìm mọi cách để đưa đến cho bạn, đúng không nào? Thế thì khi mà chúng ta đặt mục tiêu, để các bạn hình dung rằng là trong một cái tư duy thành công về mặt tài chính nhé, thì mình phải như này. Ví dụ bây giờ bạn đang đi làm với một cái mức lương rất là bình thường, giả sử 10 triệu một tháng. Bạn muốn là tôi phải có mức lương là double hay là triple, gấp 2, gấp 3 hay là gấp 5 lần hay là lên 100 triệu. Và các bạn cứ ngồi đó để manifest, tức là ôi lúc nào mơ ước là tôi sẽ thế nọ sẽ thế kia, nhưng các bạn không trau dồi bản thân, các bạn không trang bị cho mình những cái vũ khí thì đến bao giờ các bạn mới có thể double triple thu nhập được, đúng không? Đó, bởi vì các bạn hình dung là cái mơ ước của các bạn thì nó phải gắn với hành động, chứ nếu mơ ước mà chỉ ngồi đó là mơ ước thì có một bài hát rồi, hãy cái gì hãy để mơ ước sẽ chỉ là ước mơ mà thôi, đúng không? Đó, thế thì khi các bạn đặt ra một cái mục tiêu nào đó thì các bạn phải đặt ra mục tiêu ở mức là, ví dụ các bạn đặt mục tiêu lớn, ok, rất tốt. Thế thì sau đó phải chia nhỏ cái mục tiêu đó ra. Đó, và kèm theo giới hạn thời gian bên cạnh nó, mình phải achievable, phải đạt được nó. Và phải gắn với hành động. Bạn đang có lương 10 triệu, bạn muốn lương 20 triệu sếp trả cho bạn. Thì bạn phải làm gì để ông sếp đó sẵn sàng trả cho bạn? Bạn phải làm nhiều giờ hơn, làm nhiều dự án hơn, đem lại hiệu quả hơn, bạn phải lead team tốt hơn, vân vân và vân vân, đúng không? Thì người chủ mới sẵn sàng trả cho bạn chứ, đúng không? Bạn phụ trách về sale thì bạn phải có một cái doanh số khổng lồ thì sếp sẵn sàng trả cho bạn, đúng không? Chứ không thể ngồi đó và mơ ước, trời ơi ước gì tháng sau tôi được double về doanh thu, ước gì tháng sau tôi được triple về lương, làm gì có, đúng không các bạn? Phải hành động. Đấy, thế thì ở đây mình muốn nói là cái luật hấp dẫn ý, nó phát huy cực kỳ hiệu quả. Nếu như bạn nào đã từng đọc cái cuốn sách The Magic, đây là một cuốn sách tuyệt vời, và trong hệ thống kinh doanh online của tụi mình thì luôn được recommend là hãy đọc quyển sách đó. Thì trong quyển sách đó sẽ dạy bạn là 28 ngày thực hành lòng biết ơn. Đó, và quyển sách còn nhắc đến rằng là bạn càng biết ơn thì những cái điều tuyệt vời, những cái hồng ân ở trong cuộc sống, ở trong vũ trụ này sẽ càng đến với bạn hơn. Đấy, đấy cũng là một cái luật vũ trụ, các bạn công nhận không nào? Đó. Thế thì với tư duy thành công của chủ doanh nghiệp cũng vậy. Bạn phải khao khát sự thành công, bạn phải mong muốn sự thành công, bạn phải muốn ở gần những người thành công. Tại sao mà người ta cứ muốn ở gần những người thành công, những người năng lượng và tích cực để người ta học những người đấy, đúng không? Chứ nếu mà ở gần những người nào hay kêu ca, phàn nàn, hay đổ lỗi, hay tiêu cực thì có ai muốn ở gần đâu, đúng không nào? Đấy, thế thì bạn muốn thành công, bạn muốn năng lượng, bạn muốn tích cực thì bạn phải đi theo những người đó, bạn phải nhúng mình trong cái môi trường như vậy, đúng không nào? Đó. Thế thì trong cái mô hình kinh doanh của tụi mình nói chung ấy, nói riêng, và trong bất kể một cái mô hình kinh doanh nào khác, thì các bạn hình dung là cái luật hấp dẫn nó phát huy cực kỳ nhiều tác dụng. Các bạn muốn có cái mức thành công đến đâu thì bạn phải nâng tầm giá trị về mặt kiến thức của bạn đến đó, đúng không nào? Chứ không thể nào mà kiến thức của tôi ở đây mà thu nhập tôi ở đây, làm gì có. Mà kiến thức nó phải đi lên trước, sau đó thu nhập sẽ lên dần, đúng không? Trong bất cứ một kinh doanh nào cũng vậy, các bạn phải rèn luyện mỗi ngày, đúng không? Trau dồi mỗi ngày và phải tăng cường kiến thức lên. Và luật vũ trụ có nói rằng là khi mà bạn hào phóng cho đi thì bạn sẽ nhận lại một cách hết sức là thanh thang. Bạn rộng lượng cho đi thì bạn nhận lại hết sức là thanh thang. Đó. Thế thì
bạn có được kiến thức gì, bạn có được cái tư duy gì là hay thì bạn hãy chia sẻ cho mọi người, đúng không? Và bạn sẵn sàng giúp đỡ mọi người thì ngược lại mọi người sẽ lại sẵn sàng giúp đỡ bạn, đúng không nào? Và đấy là lý do tại sao mình rất muốn là chia sẻ lại những kiến thức mà mình đã học được từ bạn mentor của mình cho tất cả các bạn. Đến ai mà quan tâm tới cái việc là thay đổi cái mindset về tư duy thành công thì có thể follow cái chuỗi 21 ngày của mình để chúng ta cùng học nhé. Chia sẻ kiến thức sẽ không bao giờ là thừa, đúng không? Và cái bài chia sẻ của mình mà có thể giúp đỡ một ai đó tự tin hơn vào bản thân này, mạnh dạn về các con đường đi này, rồi quyết định thay đổi cuộc sống này, dám bước ra khỏi comfort zone thì mình đã thấy là quá ư là tuyệt vời rồi, đúng không nào? Đó. Thì một vài cái điểm của mình chia sẻ như vậy. Và có một cái câu mà mình rất thích từ bạn mentor của mình, bạn ấy có nói rằng là khi tâm trụ lại một điểm thì cả vũ trụ sẽ hợp lực lại để giúp bạn thực hiện được những cái mong ước của bạn trong cuộc sống. Thế thì quay trở lại xem là bạn khao khát điều gì trong cuộc sống, bạn muốn điều gì trong cuộc sống, hãy tập trung vào nó, hãy tìm cách gieo những hạt giống ngay từ ngày hôm nay, đúng không ạ? Để có thể ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau, 10 năm nữa, bạn đã bắt đầu gặt hái những thành công. Thành công không bao giờ tự nhiên đến cả, mà nó là cả một quá trình bạn nỗ lực bạn làm hàng ngày. Hãy gieo từ những hạt mầm nhỏ, hãy tưới tắm cho nó, hãy yêu thương nó, hãy vỗ về nó, hãy cho nó dinh dưỡng để nó có thể nảy mầm và lên thành cây con, từ cây con thành cây to ra hoa và kết trái cho bạn, đúng không nào? Cho nên khi tâm bạn trụ lại một điểm thì cả vũ trụ sẽ hợp lực trở lại để giúp đỡ bạn. Những người cho đi luôn luôn là những người nhận lại. Đó, ok. Thì đấy là cái phần chia sẻ của mình trong cái chuỗi Go Live 21 ngày nói về tư duy thành công của chủ doanh nghiệp, và hôm nay thì nói về tư duy về tài chính nhá. Đó, thì bạn muốn có thu nhập của bạn đến đâu thì cái kiến thức của bạn nó phải mesh nhau, đó, nó phải ngang bằng nhau thì các bạn mới được, chứ không thể nào kiến thức của bạn đây mà bạn cứ ngồi bạn khao khát là tôi có thu nhập từng ngày, không có. Các bạn phải trau dồi bản thân, học tập thật nhiều và chia sẻ cũng là cách các bạn học tập, đúng không ạ? Và các bạn sẽ nâng kiến thức lên, khi kiến thức của bạn nâng lên thì cái thu nhập của bạn sẽ lên. Đó, chúng ta sẽ học tập liên tục nhé. Ok, mình kết thúc chuỗi Go Live ngày thứ nhất ở đây. Các bạn follow page của mình để có thêm các cái chủ đề tiếp về tư duy thành công của người làm chủ doanh nghiệp nhé. Và nếu có bất cứ comment, có bất cứ điều gì muốn trao đổi với mình thì cứ nhắn tin cho mình sẽ luôn ở đây. Và đây là page của mình mà mình sẽ thường xuyên trả lời và tương tác với các bạn. Ok, cảm ơn cả nhà. Hello em Hiền, cảm ơn Hiền đã follow bài chia sẻ của chị, và cảm ơn em Dung nhé. Cảm ơn bạn Quy Vũ. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối ngon giấc nhé. Bye for now.